Hello, chào các bạn. Hôm nay mình review cây bắp của mình trồng đợt 2 nhé. Thì cái này mình trồng hồi ngày 10 tháng 7. Thì bữa nay là ngày 20 tháng 9 rồi. Có nghĩa là 10 tuần rồi đó. Thì những trái bắp lên rất là tốt. Một cây thì nó có thể lên được 3-4 trái luôn. Như cây này là 3 trái đang lớn như vậy nè. Ba trái thì mình vặt đi một trái. Đó, lên 1, 2, 3. Còn có cây lên 4 trái luôn á. Nhưng mà mình để 2 hoặc 3, cùng lắm là 3 thôi chứ không có để 4. Bắp của anh Toàn Nguyễn này hạt giống rất là tốt luôn. Bông cờ nó cao như kia kìa. Đó. Cái này chừng một tuần nữa là mình thu hoạch được rồi. Cây lên rất là to khỏe. Thì trong thời gian mà cái cây mà nó đang có bắt đầu chỗ bông cờ với rau á, thì mình phải tưới nhiều nước nhé. Rồi bón phân nữa. Thì cây mình trồng mà mình để mình ăn thì mình chỉ bón bón mưu với phân cá thôi, chứ mình không bón phân hữu cơ. Thì để cho mình ăn cho nó organic. Thì bon meal rất là tốt, rất là khỏe. Cây khi mình bón là nhìn cái cây nó xanh tươi mà nó cứng cáp lên liền luôn. Những cây nhỏ nhỏ này cũng được ba cây rau. Đây, như cây này thì 4 rau nè. 1, 2, 3, 4 đó. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4. Nhiều cây 4 lắm. Nó mập ú ở cái khúc này nè. Ở đây thì mình trồng tới 3 loại lận. Nhiều khi mình cũng không nhớ là loại nào. Còn cái trường hợp bên đây mình trồng thì hai hướng. Hướng bên đây á, thì nó không có bị mấy cái con rẹp nè, mấy con đen đen á. Còn hướng bên đây thì nó đã bị. Thì bây giờ cái trường hợp mà bị á, thì mình có thể mình cắt bỏ luôn. Mình không có cần cái rau, cái bông cờ của nó. Thì mình lấy cái thụ phấn bằng cái cây khác, cái cây bên cạnh, để cho nhìn cái cây nó sạch sẽ. Còn ở dưới lá này á, thì mình tước bỏ đi nhé, để nó nuôi trái. Mấy lá gà từ dưới nè, bữa mình cắt một đợt rồi đó. Cái lá gà này mình cắt đi luôn nha các bạn, để nó khỏi rậm rạp. Rồi cứ một tuần hay 10 ngày mình bón bon meal nhé. Khi cái thời kỳ mà nó đang ra bông như vậy nè. Còn lúc mà cây nó vừa vừa nhỏ nhỏ thì mình bón phân cá để cho cây lớn. Còn thời kỳ này thì mình chỉ bón bon meal với Epsom salt thôi, muối á, để cho nó chống sâu bệnh. Nhưng mà cũng có bị nè. Đó, còn thụ phấn thì các bạn coi video chứ không biết rồi, gì mình lấy cái bông. Mình rắc cái bông rồi mình rắc lên đây nè, đó. Mình rung cái bông á. Rồi mình rắc lên. Đây, một dàn bông cờ. Còn thụ phấn thì đây này các bạn. Mình kéo cái này xuống xong mình có cái
cái đĩa ở dưới như vậy nè. Đó. Đây, ví dụ như thế này nè. Cứ mình lắc lắc nó vô. Là những cái bông mà nó nở rồi thì nó sẽ rụng vô đây. Đó, mình thì làm vậy. Xong rồi đây nè, nó những cái hạt đây. Đây là những cái hạt nhé. Thì mình sẽ lấy, mình rắc lên lên cái rau này nè. Đó, cái rau này mới nè. Thì một cái rau này mình có thể lắc, mình rắc 2-3 lần. 2 lần thôi cũng được, nếu mình không có thời gian. Và nếu các bạn thích thì cứ ra thăm vườn thì mình rắc lên thôi. Đến khi mình thấy cái rau nó già già rồi thì mình ngưng rắc. Thì những cái bông này mình có thể rắc cho những cây khác cũng được nhé, cũng không cần phải cái cây của nó đâu. Như cây này nè, mình rắc vô luôn. Đó, thụ phấn bằng cách như vậy thì chắc chắn là đậu hạt đều 100% luôn, không có bị sún răng. Đó, mình cứ kéo cái bông này xuống. Thì một cái bông cờ này mình có thể rắc cho nhiều cây luôn, chứ không nhất thiết là cái cây của nó. Thì đâm ra khi nào mà cái cây nào mà nó bị những con rầy đen á, mình cắt luôn cũng được nha, không sao hết. Đây, còn bên đây thì mình bị mấy con ren đen đen này nè, con rệp đen á. Thì như mình á thì mình sẽ cắt đi luôn. Tại vì có những cái cây mà nó như cây này thì không bị. Cây này thì không bị rệp đen đúng không? Thì mình có thể lấy phấn của cái cây này, mình thụ phấn cho cái cây bên đây. Nó cũng đang ra rau đây. Thì mình cũng có phát hiện ra thì nó đã bị rồi, thì bây giờ mình cắt luôn. Cái này thì bị đen rất là nhiều luôn nè. Mình cắt cái bông cờ này luôn. Đó. Cái nào bị mình cắt luôn. Cũng cắt bông cờ cũng rất là tốt, thì nó để nó nuôi trái cho mình, không nhất thiết phải để. Tại vì mình cũng có những cái bông cờ khác để mình thụ phấn cho nó rồi, đâm ra mình không nhất thiết mình phải để cái bông cờ đó. Ở nhà vườn người ta cũng làm, người ta cũng cắt xen kẽ cái bông cờ đi, chứ họ không để hết nhá. Thì cắt xen kẽ để tránh sâu bệnh. Từ bông cờ như nó có hương thơm ngọt đó, đâm ra những cái con này nó thích vô, thích lên cái bông cờ chỗ là nó hay là vu đến đó. Mình cắt bớt lá đi. Chứ còn trái thì nó không có sao hết. Nhưng mà nhìn nó cũng ghê ghê. Mình cắt luôn. Đó, bên đây thì bị mấy cây có rệp đen thì mình cắt. Còn cây nào không có rệp đen thì không cắt. Còn bên kia thì ok. Rồi cắt bón phân cho cây bắp nhé. Khi các bạn mới trồng thì mình bón phân cá để cho cây mau lớn. Đến khi mà cây mà bắt đầu là trổ bông á, thì cây này rất cần nhiều nước. Lúc này cần nhiều nước thì mình tưới nước hàng ngày. Nếu mà trời nắng nóng mình có thể là tưới sáng chiều luôn. Trong thời gian này thì mình cứ 1 tuần hay 10 ngày thì mình sẽ bón bon meal để cho cây phát triển khỏe.
Còn khi các bạn nhớ thụ phấn nhé, thụ phấn thì những cái rau á, những cái rau là một hột bắp á, thì mình phải thụ phấn thì bắp nó mới đều hạt được. Còn mình không thụ phấn thì gió nó cũng không có thổi ra bao nhiêu hết. Tại vì mình ở khu dân cư thì nó ít gió, nhưng người ta trồng farm á thì gió nó nhiều, nó thổi rồi mà phấn nó bay nó đậu vô. Còn mình thì tự thụ phấn nó chắc ăn nhất. Thì bắp này nếu mà trồng trồng trong chỗ khí hậu, nơi mà khí hậu mà nóng á thì nó sẽ mau thu hoạch hơn chừng 10 tuần. Còn chỗ mình thì khí hậu nó ấm áp mà nó hơi se lạnh á thì 12 tuần lận, có khi hơn nữa. Mình trồng vào này, cái này sát mùa thu rồi thì nó sẽ cả 13 tuần luôn á. Còn nếu mùa hè thì mình sẽ thu hoạch hoạch sớm hơn. Còn khi bắt đầu trồng ấy, thì vào mùa xuân thì nhiệt độ khoảng 50 độ F là mình có thể mình trồng được rồi nha các bạn. Thì mình trồng sẽ trồng xen kẽ cứ 2 tuần thì mình trồng một đợt mới, gieo hạt mới thì mình có bắp ăn lai rai để khỏi phải dồn á. 2 tuần mình trồng một lần thì mình trồng cho đến giữa tháng 7 mình trồng một đợt cuối là nó qua mùa thu là mình thu qua mùa mùa thu là mình thu hoạch là xong rồi đó. Chứ mình đừng có trồng trễ quá thì sợ nó trời lạnh á, mình trái nó không có kịp lớn á. Rồi khi mình trồng giống đầu tiên á, mình muốn ăn cho sớm á thì mình có thể là trồng giống Lào, hạt Lào hoặc là giống Thái á, thì nó cho thu hoạch sớm hơn là bắp nếp Việt Nam. Thì sau đó mình thẳng trồng bắp nếp Việt Nam, có nghĩa là mình có bắp bắp ăn sớm là và giống Lào và giống Thái. Thì hôm nay mình thu hoạch bắp nhé, thì bắp thì mình thu hoạch từ từ thôi, mỗi ngày vài trái mình ăn thôi. Thì khi các bạn thấy cái rau nó đen như cái trái này, bắp này, bắp này ở Việt Nam nè, thì nó hạt nó sẽ to hơn mà nó trái nó to hơn, thì cái rau nó hơi nâu nâu như vậy nè. Mình thì mình thích ăn non thì mình sẽ thu hoạch sớm. Đây đều hạt không, còn bên đây là bắp bắp nù sữa hay bắp cẩm hồng gì đó, thì cái nâu, cái bắp tím thì cái rau nó cái đen hơn. Đây cái trái nó bé, nó cũng đều hạt nhưng mà nó bé lắm. Đây nè, thì như mình thì mình sẽ lần sau mình sẽ chỉ mua hạt giống bắp nếp Việt Nam thôi. Đây nè, trái to mà đều hạt, thì cái này mình vô mình luộc thôi đó. Hôm nay mình thu hoạch 5 trái còn nữa đó, nhưng mà tôi bây giờ hôm nay mình chỉ thu hoạch 5 trái thôi để mình luộc mình ăn thử coi nè, đều không, đều từ trên xuống dưới luôn.